Em gái miền Tây bán nhà uy tín giá rẻ xin kính chào quý khách. Tự Hào là đơn vị uy tín nhất thị trường. Chúng tôi chuyên đầu tư xây dựng bán nhà giá rẻ, nhà phố, nhà vườn, biệt thự mini khu vực Bình Chánh và Long An. Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ thủ tục pháp lý. Chào mừng quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Giá Rẻ của Em Gái Miền Tây nha. Wow, một căn nhà mái hợp mới vừa xây dựng xong. Phải nói là rất đẹp luôn quý vị ơi, với diện tích là ngang 4 dài 25. Nhà của mình là hướng Bắc cô chú anh chị, có 4 phòng ngủ nha. Ở bên trong rất là dễ thương luôn. Và xung quanh ở đây thì dân cư rất là đông, nằm ở Phước Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thì với một cái căn nhà sổ hồng riêng, giá rẻ nếu tài chính của mình đang có trong tay chỉ 1 tỷ 2 thì chốt ngay căn nhà này ha. Còn lại ngân hàng cho vay với mức giá tổng là 2 tỷ 2 nghìn cô chú và anh chị. Thương lượng mạnh mẽ luôn, trả giá là bán bây giờ là cần tiền quá rồi. Nếu mình đã ưng thích rồi cứ trả giá là em chốt luôn nha. Mình vay ngân hàng là khoảng tầm 1 tỷ 1 tỷ 2 luôn. Sổ hồng riêng, đất full thổ cư và cam kết không có bị quy hoạch gì cả. Bên Em Gái Miền Tây bán nhà thật, giá thật, review cũng chân thật và chi tiết cũng như giới thiệu nhà cận cảnh để cho cô chú anh chị mình xem tổng quan nha. Bây giờ em quay xung quanh để cả nhà mình xem. Ở đây là dân cư rất là đông đúc nè, đường xe hơi vào tới tận nơi. Nếu nhà mình có xe hơi thì mình mua căn này cũng được, xe đậu trước sân nhà của chúng ta luôn. Đường ở đây là thuộc Phước Hậu, Cần Giuộc, Long An, giáp ranh với đường Đinh Đức Thiện, chợ Bình Chánh. Vào đây chỉ mất tầm 10 phút và từ chợ Long Thượng vào đây thì chỉ mất cũng 5 phút thôi. Thì Cần Giuộc thì nó giáp ranh với Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cô chú anh chị. Chỉ có Cần Giuộc mới gần thành phố thôi. Ngoài ra quý cô chú anh chị mà nói xa thì mình sẽ mua Cần Giuộc, còn những cái huyện lân cận như là Bến Lức nè, thì những cái huyện lân cận đó thì rất hơi xa thành phố ha. Nên quý khách hàng nào đang cần tìm những cái căn nhà mà gần trung tâm thì mình mua ngay Cần Giuộc nha. Thì em có một căn nhà với mức giá là 2 tỷ 2 thì mình vào bên trong mình xem, nếu thấy được thì mình chốt căn nhà. Chứ em thấy cái mẫu này nè rất là dễ thương vì nó là mái hợp nha cô chú anh chị. Xinh ơi là xinh mà đẹp lung linh luôn. Đấy, và bây giờ mình sẽ vào bên trong nha. Thì cái căn nhà này bên em xây dựng tường riêng, móng cột riêng biệt luôn nè. Kiểu mái hộp rất là dễ thương luôn. Mà nhà thì đẹp nữa cô chú anh chị, với kiểu thiết kế giống như view sân vườn. Kiểu cánh cửa hình cánh quạt lung linh, huyền ảo và đẹp. Nói chung là rất là tinh tế, sang trọng. Và bên trong nội thất cơ bản như là tường thì ốp nhựa PC nè. Hai bên cũng ốp sẵn cho mình rất là sang. Và có tủ cầu thang ở trên thì có những cái đèn rất là dễ thương kết hợp với trần thạch cao ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong để mình xem hết căn nhà của chúng ta. Căn nhà của chúng ta thì có 4 phòng ngủ nè, ở 6 thành viên thoải mái luôn. Ở đây thì phát hiện có một cái tủ cầu thang. Và bên đây nữa thì có tủ bếp trên, tủ bếp dưới màu trắng, chạy đèn led nè, rất là đẹp luôn nè. Đối diện của mình là kính giác trường, kính giác ha cô chú anh chị ha. Nói chung rất là dễ thương luôn. Rồi mình sẽ tiếp tục vào bên trong mình xem nhanh ha. Bên em quay cũng rất là nhanh, cô chú anh chị sẽ thấy rõ được cái vị trí căn nhà. Quá là siêu xinh, quá là đẹp luôn. Đây căn phòng ngủ phía dưới của chúng ta nè. Đó, đẹp luôn ha. Cả nhà mình yêu thích căn nhà này từ vị trí cho đến đường đi. Ok thì chốt, gọi điện cho em. Với căn nhà này quá rẻ, còn sót đúng một căn. Thì bây giờ còn căn nào rẻ thì em quay review căn đó để chào cho cả nhà mình luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên lầu. Lên lầu để mình xem tổng quan chi tiết ở bên trên cái phần trên lầu nghe cô chú và anh chị ha. Rất đẹp luôn. Đây, rất là sáng mà căn nhà của mình nhìn sang mà rẻ nữa cô chú anh chị. Nói sổ hồng riêng mà diện tích này mà dài tới 25 mét luôn. Vừa rộng vừa dài vừa đẹp luôn. Quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Với mức giá này thì quá rẻ. Bây giờ đi kiếm những căn nhà tầm 2 tỷ 2 thì chỉ còn vài căn sót lại. Còn những căn sau này mình xây dựng thì đất á, mua đất nền nó cao nên giá tài chính sau này thì cũng từ 2 tỷ 6 trở lên mới có nhà. Nên quý cô chú anh chị mà đã có nhu cầu mua nhà thì mình tranh thủ mình mua ngay tại thời điểm này nha. Vẫn còn nhà rẻ nha cô chú anh chị. Trên lầu của chúng ta thì có khoảng không gian là 2 phòng ngủ, một cái khoảng trống. Ở đây mình làm phòng thờ hoặc là mình để phòng giải trí. Đây rất là thoáng mát luôn. Trần thạch cao rất là đẹp dễ thương. Ở đây thì được cái là có phòng ngủ và được tặng cái tủ quần áo cho mình nè. Đây, rất là xinh luôn với căn nhà đẹp. Nhà thì thoáng mát. Ở đây thì có nhà vệ sinh nè cô chú anh chị mình nha. Quá tuyệt vời luôn.
Quá đã luôn. Mà căn nhà này em thấy rất là hợp lý, vừa đẹp, giá cả cũng rẻ. Nhưng mà được cái nếu khách hàng không chê xa thì nó ở Phước Hậu, gần Duộc Long An thì nó cũng gần với chợ Bình Chánh của mình đây. Ở đây là một căn phòng ngủ chúng ta có luôn, làm ở đây có cái giường ha, tặng cho mình cái giường. Trên trần là trần thạch cao, rất là đẹp, với cái cánh cửa mà kiểu làm hình cánh quạt thôi chú anh chị, xinh xắn. Để mình mua cái tủ áo để đây nữa là quá đẹp rồi đó. Và phòng ngủ này thì có được cái là nhà vệ sinh nằm ở bên trong, dành cho ưu tiên cặp vợ chồng ha. Nhà mình có tất cả 3 nhà vệ sinh. Wow, rất là tuyệt vời. Một lần nữa em gái miền Tây xin mến chúc tất cả quý khách hàng, quý cô chú anh chị đã tin tưởng và ủng hộ cho cái nhà giá rẻ của em gái miền Tây. Chúc cô chú anh chị sớm tìm mua được nhà ưng ý, giá rẻ phù hợp trên kênh của Tâm Nguyệt nha. Và nhà đất Tâm Nguyệt thì chuyên đầu tư xây dựng nhà vườn, nhà phố, nhà giá rẻ, trực tiếp chứng chủ đầu tư giá tốt nhất thị trường. Giá em đưa ra là giá đầu tư, giá F0, giá đã rẻ rồi mà còn thương lượng sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, minh bạch và cam kết rõ ràng cho cô chú anh chị an tâm và hài lòng khi đến với nhà đất Tâm Nguyệt. Và cảm ơn cô chú anh chị và thật tình chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Căn này rẻ nhất 2 tỷ 2 với mức giá căn nhà vừa rộng, ngang 4 dài 25, nhà hướng Bắc, 4 phòng ngủ quá đã luôn. Không chốt căn này thì không còn căn nào rẻ hơn đâu cô chú và anh chị ạ. Chúc cô chú anh chị sớm trở thành là một trong những chủ nhân của căn nhà xinh đẹp như thế này nhé.